Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì như tiêu đề của cái clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn cái cách để chúng ta có thể truy nhập được vào máy tính khi chẳng may các bạn bị quên mã hay các bạn không có mã, hoặc là các bạn đánh cái mã nó bằng tiếng Việt, lúc mà chúng ta mở lại nó này sẽ chúng ta sẽ không mở được. Thì cái trường hợp mình gặp rất nhiều như cái điển hình như cái máy Toshiba, máy sách tay Toshiba của cái ông khách hàng này của mình, người ta đặt mã trong cái trường hợp mà chúng ta để có chế độ gõ tiếng Việt ấy. Thì khi thoát ra thì không có phần mềm hỗ trợ nên chúng ta sẽ không gõ được lại những tin tự như ở trong phần mềm tiếng Việt. Thì cách đầu tiên mà đơn giản nhất để chúng ta có thể mở được cái máy này là chúng ta sẽ ấn một cái dấu hỏi chấm ở đây để nó có thể hiện được cái mã lên. Nhưng mà tuy nhiên thì cái trường hợp này thì người ta đã đặt cả cái bước thứ ba, tức là đặt một cái lớp mã mật khẩu để che cái mật khẩu cũ nên chúng ta sẽ không dùng cách này được. Có một số bạn thì bạn ấy chỉ gõ hai dòng thôi thì các bạn có thể nhìn thấy mã ở đây, nhưng bạn này bạn gõ cả ba dòng mà chúng ta sẽ không thể nhìn thấy mã ở đây được. Thì làm thế nào để chúng ta có thể vào được cái hệ điều hành của cái máy này mà không phải cài lại Win, vì cài lại Win cũng khá mất thời gian và đôi khi lại mất dữ liệu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn một cái cách tương đối đơn giản để có thể qua được cái mã này. Thì đây là cách thứ nhất rồi nhá. Thì các bạn nhấn cho mình tổ hợp phím Ctrl cộng nút An ở trên bàn phím ấy, tím mình sẽ để lên trên màn hình cho các bạn nhìn. Sau đó là ấn cái nút đen Delete ấn liên tục đến khi nào nó đổi màn hình sang như này. Đây, để mình lấy nét cho các bạn nhìn. Đó, ấn đến khi nào mà nó đổi sang cái màn hình khởi động kiểu như này thì các bạn có thể vào được bằng cách là ấn cái phần user, các bạn gõ admin-starter. Đó, cái từ này mình sẽ ghi ở trên màn hình cho các bạn dễ nhìn. Còn cái phần password thì các bạn bỏ trống nhé. Các bạn ấn OK cái này chúng ta sẽ vào được. Đó. Khi vào được cái này rồi thì chưa xong đâu các bạn nhé. Các bạn phải vào Start này. Chọn Control Panel này. Chọn Yêu Account này. Và tìm đến cái account của các bạn. Và xóa cái password đi. Remove. Một là các bạn remove mã đi. Hai là các bạn thay cái mã khác, thế là tùy các bạn. Một trường hợp là mình sẽ remove cho nó nha. Đó. Sau khi remove xong thì chúng ta sẽ lock lại máy. Đây là hệ điều hành Windows XP nhé. Hiện Win 7 và Win 10 thì lại hơi khác một chút. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lần lượt từng hệ điều hành một. Đó, vậy là chúng ta đã vào được máy bình thường mà không phải cài lại Win. Thì đến đây sẽ xảy ra một cái trường hợp là các bạn sẽ hỏi là cái account admin mà mình vừa mới đánh ở lúc đầu ấy sẽ bị đặt mã nữa thì sẽ làm thế nào. Thì nếu như cái account admin mà bị đặt mã nữa thì chúng ta sẽ có một cái cách thứ hai. Thì cái cách thứ hai này sẽ áp dụng cho cả Windows 7. Thì mình sẽ làm trên Win 7, thì các bạn sẽ nhớ cái bước làm trên Win 7 để các bạn có thể thực hành ở trên Win XP với trường hợp mà bị khóa hệ điều hành, bị khóa cái account admin. Vì với Win 7 thì chúng ta không thể áp dụng cái cách vừa nãy được các bạn nhé. Và mình sẽ tắt đi để đổi ổ cứng khác để chúng ta sẽ sử dụng hệ điều hành Win 7. Các bạn chờ mình một chút, mình thay cái ổ khác. Sau khi mình thay ổ xong thì chúng ta đã có một hệ điều hành Win 7 với cũng có mã khóa như này. Thì với hệ điều hành Win 7 thì chúng ta không thể áp dụng cái cách như mà chúng ta làm với Win XP được. Thì các bạn có thể ấn cái nút Ctrl Alt thoải mái nhưng mà nó không thể nào mà nó nhảy về cái giao diện như của XP được. Thì với trường hợp như này thì chúng ta sẽ dùng đến cái USB bảo bối mà chúng ta đã tạo từ đây, cái USB bảo mẫu chúng ta đã tạo từ cái clip từ trước ấy. Thì cái này các bạn có thể tham khảo qua cái clip mình để ở đây. Lại một lần nữa chúng ta dùng đến USB bảo bối. Đây chính là lý do tại sao mình gọi nó là USB bảo bối. Thì nếu các bạn biết khai thác thì nó thật sự rất là hữu dụng và có khi có thể giúp bạn kiếm tiền được. Và như người ta vẫn thường nói là với một cái bút, còn nếu mà các bạn không biết vẽ thì nó chỉ là những vạch loằng ngoằng, nhưng mà nếu như các bạn là một nghệ sĩ thì nó sẽ tạo nên những tác phẩm tuyệt vời.
Thì cái cách này cũng như cái trường hợp thứ hai mà của Windows XP mà các bạn bị đặt cả cái mác ở cái phần account admin ấy, thì các bạn cắm USB vào nhá, cắm USB này vào máy, khởi động lại. Cắm USB vào máy này, khởi động lại và cho nó khởi động ra ngoài các bạn nhé. Và cho nó khởi động ra ngoài bằng cách ấn F12 để chuyển chế độ khởi động này. Với cái Toshiba này là F12 Full Boot Menu Manager. Đấy, xong chúng ta chọn USB này. Các bạn nhìn này, USB à. Enter. Chọn Win10. Win mấy cũng được, các bạn chọn Win mấy cũng được nhé. Không nhất thiết là phải Win10 đâu, mình thích thì mình chọn thôi. Nhưng quá trình này mình sẽ thu qua cho các bạn đỡ mất công chờ đợi. Sau khi mà nó khởi động xong này thì các bạn sẽ làm cái bước cho mình như sau. Các bạn chọn vào cái mục password remove ở dưới này. Này các bạn có nhìn hình cái khóa đây không? Password remove, các bạn kích vào. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều loại, nhưng mà chúng ta sẽ cần remove một loại thôi. Đó là active password. Các bạn nhìn thấy active password hình cái mã đây không? À hình cái khóa đây không? Các bạn nhấn vào đây. Next. Ở đây thì các bạn có thể chọn lên trên cùng này cũng được, để nó tự động tìm cho mình. Mình đỡ phải, các bạn không biết chính xác ở đâu thì các bạn ấn trên cùng này để nó tự tìm. Chọn ra bên cùng nhé. Còn nếu các bạn biết chính xác hệ điều hành của các bạn cài ở lao thì các bạn có thể chọn đây. Select volume with Windows Opera System. Thì các bạn tốt nhất là chọn lên trên cho tự động. Sau các bạn ấn next này. Đấy, nó sẽ tự động tìm ra cái hệ điều hành của chúng ta. Ở đây chúng ta cũng không phải làm gì cả, chỉ ấn next thôi. Rồi đến đây nó sẽ hỏi cho các bạn là chúng ta có 3 cái tài khoản thì các bạn cần giải quyết cái tài khoản nào. Thì chúng ta chọn cái tài khoản admin ở dưới này thôi, bởi vì cái tài admin ở trên này thường là nó không được bật. Cái account admin trên cùng, admin center trên cùng thường là nó không được bật nên chúng ta sẽ không cần chọn. Và chúng ta chọn cái account admin bình thường thứ hai này. Xong các bạn ấn next. Sau các bạn bỏ cái tick mã ở đây đi. Và để cái chữ clear this user password ở dưới đánh dấu vào nhé, đánh dấu vào cái chỗ clear this user password và bỏ cái phần password level empty ở trên này đi các bạn nhé. Sau các bạn chỉ việc ấn apply, ấn it và finish, như vậy là xong. Chúng ta chỉ việc khởi động lại thôi. Với Windows XP cũng như vậy nha các bạn nhé. Với USB mà bị khóa mã admin thì các bạn cũng làm easy như vậy, mà các bạn chọn lên phần account admin thôi. Account admin cũng được, mã account thường cũng được. Đó, như vậy là chúng ta đã có thể mở khóa thành công hệ điều hành Windows V7 mà chúng ta không cần mã, không cần biết là trước đó đặt cái gì, chúng ta có thể vào bình thường. Cách này sẽ áp dụng được với cả Win10 nhưng với điều kiện là mã người ta sử dụng là mã locator. Còn nếu mà xưa người ta sử dụng mã của tài khoản email thì các bạn sẽ phải dùng cách khác, và chúng ta sẽ đến trong một cái clip sắp tới của mình. Còn clip hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn các những cái trường hợp pass cơ bản như vậy thôi.
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.